Chào mừng tất cả cô chú anh chị đến với kênh Weibo 62 của em à. Thì hôm bữa giờ nhiều cô chú anh chị kiếm cái hàng mà dê bầu lứa cô chú anh chị. Thì hôm nay em lên một cái bầy này cô chú anh chị ha. 8 con cái. Một con đực và hai con cô chú anh chị, hai con đực đồ sô con ha. Thì em sẽ quay trước có con nọc này cô anh chị. Con nọc này ba đôi. Khoảng 66 mấy ký cô anh chị. Rất là sung cô anh chị. Chân tay vàng khè luôn cô anh chị thấy ha. Bây giờ mà thả ra một cái thì nó dí cái chịu không nổi luôn. Nói chung là con đực này mà về nói về cái độ sung của nó thì anh chị khỏi phải bàn ha. Đó, để em quay cô anh chị xem mà. Mình mãi cho nói rất là vàng khè cô anh chị, chân cẳng không? Cô anh chị thấy không? Cà súng là nói chung là rất là sung mãn ha, đầu bự tay nhỏ hơn cứ như vậy ha, nhưng mà con này rất là sung. Rồi, cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ alo cho em ha, thì em cũng không khai giá luôn cô chú anh chị. Thì cái bầy này là 8 con cái, một con đực nọc và hai con, tổng cộng là 11 con hơn cô chú anh chị ha, giá là 39 triệu hơn cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Chút xíu nữa em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho cô chú anh chị xem. Thì cái lứa thì có hai con nó bầu rồi, còn mấy con kia là mới vô nọc, con đường được tháng, con được mấy ngày rồi cô chú anh chị. Đó thì bây giờ cái dàn nãy cái lứa bển thì có một con lứa ba thôi, còn lại là một lứa một với lứa hai cô chú anh chị. Thì cái số ký đó bên dàn cái bển là chút xíu nữa em sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Thì bây giờ em sẽ báo trước cho cô chú anh chị ha. Thì số ký dàn cái là có một con 30 ha, còn lại là ba mươi mấy bốn mấy tới 55 ký thôi cô chú anh chị ha. Thì bên đó thì có hai con bò lửa, cô chú anh chị. Một con dê trắng ha, một con dê trắng, hai con bò lửa, một con dê trắng với lại năm con, bốn con đầu sô cô chú anh chị ha. Thì chút xíu này em qua sẽ quay con nọc này xong thì em sẽ quay dàn cái cho cô chú chị xem. Thì em cũng xin nhắc lại là cái bầy này 11 con của chú anh chị. 8 con mẹ, một con đực nọc và hai con đực con ha, hai đực con đầu sô ha. Thì hai con đực con đầu sô thì một con 15 kg, một con 21 kg cho cô chú anh chị. Thì nó em mới vừa tách nó ra cô anh chị. Nó là có hai con mẹ nó còn rất là căng sữa cô chú anh chị ha. Em tách con luôn, em mới cho nó bú. Thì giá cũng công khai luôn 39 triệu. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy cho lô cho em ha. Thì đây là những cái con hàng mà nói chung là chất lượng thôi cô chú anh chị. Thì bốn con đầu sô. Thì bốn con đầu sô là sô tới vai. Hai con bò lửa thì đẹp cực kỳ luôn cô chú anh chị. Con dê trắng đó, nó thực sự dê trắng chứ. Nó rất là tàn sát, rất là lớn, dài đòn ha. To ký, con nó 50 mấy ký. Thì em sao em quay con được nọc xong thì em sẽ quay qua dàn cái cho cô chú anh chị xem ha. Đó. Trên này thì thấy không? Được nọc đầu bự, tai nhỏ ha. Chân cẳng vàng khè luôn, rất là sung luôn cô chú anh chị. Bây giờ em thả ra một cái là nó dí cái chạy không kịp luôn. Thì sau đây em sẽ quay cái bằng cái bên đây coi cô chú anh chị xem ha. Đó. Hai con bò lửa ha cô chú anh chị. Đó. Hai con bò lửa. Bốn con đầu sô với là con bò lai trắng ha. Đó, cô chị thấy con bò lửa nằm hết thân con bò lửa luôn cô chị. Mấy con bò lửa này thì em đã vô nọc hết rồi cô chị. Đó, sô là sô tới vai ha. Đó, ba con sô tới vai, một con sô ấy cô chú anh chị ha. Đó cô chú anh chị thấy không? Con bò lửa nằm mà cô chú anh chị thấy hết thân ha. Em mấy cho mày vậy. Đây một con đầu sô pin lồng của anh chị. Sô pin lồng, con này hiện tại là lứa 3 thôi anh chị. Đó, sô tới vai mà pin lồng luôn nữa. Cái chân nó có một khúc của anh chị. Đây, con này là có bầu xuống vú rồi cô anh chị. Đó. Con nó có bầu xuống vú rồi. Rồi. Còn bốn mấy 50 ký của anh chị. Con nó là bầu lứa 2 ha. Con này có con này lứa 3 của anh chị. Đó. Thì nói chung là chút xíu nữa em sẽ quay qua đây cho cô anh chị xem. Đây. Đó. Bò lửa của chú anh chị thấy con bò lửa hết thân không? Con này 50 mấy ký rồi cô chú anh chị.
Đó. Thì em xin nhắc lại là cái bầy cái lứa này ha. Thì lứa 1 có, lứa 2 có, chỉ có một con lứa 3 thôi cô chú anh chị. Trong đây bầu có, mới vô nọc có. Dẫn con có luôn. Thì em cũng không khai giá lại là 8 con mẹ, một con đực nọc và hai con đực chốt. Là tổng cộng là 39 triệu ha. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cá lâu cho em. Đó. Xô tới bay. Xô tím ha cô chú anh chị. Đó. Xô tím ha. Này mới dẫn hai con đực, em tách con rồi em cũng không em cai sữa nó rồi. Đó, còn con bò lửa này là 55 56 kg cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy cái ngực nó không? Bò lửa. Hết thân con bò lửa luôn cái ngực nó. Màu rất là đẹp ha. Đó, một con nữa cô chị. Đây một con bò lửa nè. Bò lửa này bị lùng không cô chị? Đó. Chị thấy không? Bò lửa bị lùng ha. Đó, hai con bò lửa này em đã vô nọc hết rồi cô chị. Đó, cũng chưa có con này là đã bầu xuống sữa rồi cô chú anh chị. Con này là bầu xuống sữa à. Đó. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhắn máy alo cho em ha. Đó. 8 con mẹ, một con đực nọc. Với khoảng hai con đực. Hai đực con cô chú anh chị, một con đực con là 15 kg là một con đực con 21 kg. Thì giá là tổng cộng là 11 con là 39 triệu ha. Rồi cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cá lô cho em. Thì em xin nhắc lại là cái dàn nái này của chú anh chị. Lứa 1 có, lứa 2 có, chỉ có một con lứa 3 thôi của chú anh chị ha. Đó. Thì số ký một con nhỏ nhất là 30, còn con lớn nhất là 55 kg thôi của chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0389311419 ha. Thì em có đọc lẹ quá thì số điện thoại em có để trên màn hình á. Rồi cô chú anh chị xem mà thấy ưng ý thì alo cho em ha. Trong đây có hai con nó căng sữa của anh chị. Thì em tách con nó coi như vậy ha. Đó. Rồi cô chú anh chị mà xem thấy ưng ý hợp nhãn thì alo cho em. Thì có con này là bầu xuống sữa rồi cô chú anh chị. Là bầu xuống sữa rồi ha. Thế một con xô pin lùn nó nằm kia thì nó đã phối giống rồi. Còn mấy con này thì em mới phối lại thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy con đực nó sung không? Sung rất là sung ha. Em mà thả ra một cái thì nó dí dàn nái chạy không kịp luôn. Đó, nói chung là ở đây vô nọc hết rồi cô chú anh chị. Bầu có vô nọc rồi cũng có, chỉ con hai con là em mới tách con thì em chưa có cho nó vô nọc thôi cô chú anh chị ha. Thì 11 con giá 39 triệu. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Con cá trắng đó là 50 mấy ký cô chú anh chị. Lứa 2 ha. 50 mấy ký. Đó, bữa giờ có nhiều cô chú anh chị mà kiếm hàng lứa không cô chú anh chị. Những cái hàng này về chúng ta đẻ thì chúng ta khỏi phải bàn này. Tại vì đây là những con dê mà phải nói rất là đẹp không cô chú anh chị. Chỉ có con này thì mới đẻ lứa đầu tiên mà tầm 30 kg cô chú anh chị. Đó, chỉ có con này thì mới đẻ đầu tiên 30 kg thôi. Còn lại là 30 mấy, 4 mấy, 5 mấy ký thôi cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào mà thấy thêm ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhắn máy alo cho em ha. 11 con giá 39 triệu. Đó. Thì em sẽ quay hai con đực con cho cô chú anh chị xem ha. Đó, đây hai con đực con cô chú anh chị. Một con 14 kg, một con 14 15 kg và một con 21 kg thôi cô chú anh chị. Đây là hai con đực con ha. Đó, hai con đực đầu sô luôn. Thì cô chú anh chị mà xem thấy ưng ý hợp nhãn thì alo cho em ha. Giá 11 con là 39 triệu. Đó. Hai con đực con đầu sô tới vai rất là đẹp ha cô chú anh chị ha. Hai đực con này em mua của khách hàng á, khách hàng nó là bắt coi từ nói chung là mấy con nái này, có một số con nái ở trại dê của cô Sáu Đồng Nai ha. Thì nói chung là nó ra được hai con được sô tới vai rất là đẹp ha cô chú anh chị. Một con 14 15 kg, một con 21 kg. Đó. Em quay cho cô chú anh chị xem hai con đực của hai con mẹ ha. Đó. Nhảy qua bên kia rồi. Đó.
cô chú anh chị mà thấy em thấy ưng ý hộp nhãn thì có lô cho em ha, qua số điện thoại em để trên màn hình đó. Thì em xin đọc lại là 0398 0389 11149 ha. Đó, thì cô chú anh chị mà xem thấy ưng ý hộp nhãn thì có lô cho em. Thì nói chung là em cũng xin kết thúc video đây ha. Chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ha, ăn lành hạnh phúc ha. Thì cô chú anh chị mà thấy ưng ý hộp nhãn thì có lô cho em ha.